Dạ mình cần hỗ trợ gì anh? Anh cần hay nhất cho xe này á, bên em có loại nào tốt tốt thiếu không? Dạ có chứ anh, bên em cả một kệ nhớt khổng lồ luôn nha. Bây giờ anh để xe ở đây đi, vào trong em sẽ tư vấn thêm cho mình. Thì nói chung anh chiếc xe này chỉ có đi vòng vòng thành phố thôi, cho nên anh tư vấn loại nào ngon cho anh đi. Dạ, anh cho em hỏi thêm là mình muốn nhớt bốc hay là nhớt mát máy vậy anh? Thôi chắc bốc đi, chạy cho nó sướng chứ mát chạy nó yếu lắm. Mà giá nó vừa phải thôi, dễ chơi là được. Dạ vậy để giờ em giới thiệu cho anh ba cái dòng nhớt này, nó cũng là một dạng bốc đúng ý của mình luôn nha anh. Đầu tiên sẽ là cái dòng Motul 3001 này. Motul 3001 này là một cái dòng nhớt mà được nhiều anh em biker bây giờ mình sử dụng lắm nha. Nhớt bán tổng hợp nè, nó có một cái đặc tính là sẽ chống được cái hiện tượng oxy hóa cho động cơ xe của mình, nhất là khi xe đang vận hành và đạt công suất cao á, thì dòng nhớt này có thể sử dụng được là từ 1.000 cho đến 1.200 km. Dạ giá sẽ là 120k, bình có dung tích là 800ml nha. Dạ còn đây là dòng nhớt Repsol Latinum, giá của nó sẽ là 175k, bình này cũng là 800ml luôn nha anh. Nhớt tổng hợp 100%, nhiều chất phụ gia hơn, bảo vệ cho động cơ mình tốt hơn. Và thời gian sử dụng cũng sẽ lâu hơn là từ 2.000 tới 2.200km mình có thể thấy nhớt. Mà có loại nào nó rẻ hơn nữa không? Tại vì xe này anh đi cày mỗi ngày á, cho nên không cần loại tốt quá đâu. Dạ vậy thì anh tham khảo giúp em cái dòng nhớt Mobil Super Moto này. Đây là một dòng nhớt bán tổng hợp nha anh. Nó có đặc tính là sẽ làm sạch động cơ của xe mình nè. Thời gian sử dụng của nó là từ 1.000 cho đến 1.200km nè. Bình này giá chỉ có 105k thôi, 800ml nhớt là sẽ phù hợp với lại cái xe quay của mình luôn. Ok, cái này được nè, lấy ra mình này đi. Dạ, dạ cảm ơn anh. Vậy bây giờ mời anh qua quầy thanh toán giúp em nha. Dạ trong thời gian nhờ anh em kỹ thuật có thay nhớt cho mình đó, thì em mời anh dùng nước nha. Okay. Dạ anh cần hỗ trợ thêm gì thì cứ gọi em. Dạ anh Minh ơi, xe của mình thay nhớt xong rồi ạ. Dạ em giao xe lại cho mình nha, cần hỗ trợ thêm gì thì cứ hoành lại bên em nha. Okay. Rồi cái đèn mới lên đẹp dữ vậy anh. Trời, anh lắp bên em luôn à. Mà bữa là anh lắp chi nhánh gần nhà, còn cái này là gần công ty anh qua anh hay nhớ anh đi làm luôn cho tiện. Trời ơi, chiếc quay đẹp vậy mà anh kêu là xe cùi, xe trời đi cài là sao trời. Thôi, phải tranh chút cho em. Rồi, anh cảm ơn nha. Rồi đi nha. Dạ dạ. Và anh em thấy đó, nhớt mắc nhất không phải là nhớt tốt nhất, mà nhớt tốt nhất chính là dòng nhớt phù hợp với lại nhu cầu và chiếc xe của các bạn. Vậy là Vinh vừa mới tư vấn xong cho một anh khách có nhu cầu là chỉ đi quanh quẩn trong thành phố nhưng mà muốn một cái động cơ mình nó phải bốc. Vậy thì các bạn hãy chia sẻ cho Vinh đi, nhu cầu của các bạn về nhớt là gì? Comment bên dưới, Vinh sẽ tư vấn cho các bạn luôn. Ngoài ra shop Hai Bánh còn có những cái dòng nhớt mang những cái đặc tính khác nhau dành cho các bạn nào mà chúng ta muốn bốc nè, muốn mát máy nè, đi tour nè, đi chơi nè, đi gần quanh quẩn trong thành phố thì tất cả đều có hết nha. Tha hồ cho anh em lựa chọn. Và bên shop mình á, sếp thường hay chia sẻ, không quan trọng hóa đơn anh em là bao nhiêu tiền, quan trọng phục vụ anh em cảm thấy hài lòng. Anh em thường xuyên quay trở lại ủng hộ shop Hai Bánh là bên mình đã cảm thấy vui lắm rồi. Khi thay nhớt bên mình, anh em sẽ được miễn phí công thay và tặng kèm thêm 4 bước chăm sóc xe, trong đó sẽ bao gồm là vệ sinh kính hậu và mặt đồng hồ, tăng thắng, tăng sơn, tăng côn và bơm bánh xe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video clip khác nha.